gửi khi người ta trao đổi á. Dạ đúng rồi, mình lên đây mình gặp trực tiếp nó hay hơn. Dạ. Giờ Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Giờ là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Thì hiện tại thì cũng có một người anh là cũng ở Tân Bủ thuộc Bến Lức Long An á, thì hôm nay thì anh cũng có tới đây là cũng mong Khánh để phục vụ cho sớm khỏi bệnh đây. Thì nãy nghe anh là cũng làm nghề tài xế rồi anh cũng bị nhức á, thì cũng xem qua YouTube thôi chứ thật sự thì cũng không có ai giới thiệu hết. Anh xem và anh tìm hiểu rồi hôm nay anh cũng đặt thuốc trước rồi. Anh nhờ Khánh là ngâm trước một cái hũ rượu rồi. Thì hôm nay thì anh tới đây để gặp trực tiếp Khánh rồi để Khánh phục vụ và hướng dẫn chi tiết ảnh uống thuốc để sớm khỏi bệnh đây. Thì coi như là bà con của mình bệnh đau ai cũng tới đây cũng mong là hợp thuốc để sớm khỏi bệnh hết á. Thì Khánh với nhà coi như là cũng cố gắng trong hết khả năng thôi. Thì mình biết cái gì thì mình chỉ cái nấy và cái biết cần cái gì đó thì mình hỗ trợ tối đa ông bà cô bác ơi. Thì một lần nữa thì Khánh cũng không biết nói gì hơn. Cũng mong những quý khán giả, quý mạnh thường quân cùng những người bệnh có duyên xem qua Khánh Nguyễn thì nếu một hai video đầu mà chưa có đủ tự tin thì ông bà cô bác chịu có xem nhiều chút xíu nữa đi và xuống với nhà Khánh nha. Khánh sẽ phục vụ tối đa luôn. Mà Khánh cũng xin nhắc lại luôn là bà con chịu khó xuống nhà nha chứ Khánh không có gửi. Tại vì rất nhiều người đã mạo danh Khánh là buôn bán gửi rất là nhiều rồi. Rồi vừa mạo danh rồi tự làm để bán rồi nữa. Tự làm lấy công thức của Khánh tự bán nữa nên là có gì để mà chi tiết và cụ thể thì bà con trực tiếp liên hệ với Khánh, Khánh Nguyễn hoặc là Phong Nguyễn, đồng thời là lên trực tiếp lên trên nhà nha. Rồi hôm bây giờ Khánh xin phép chuyển máy quay lại để trò chuyện cùng với anh ở đây. Rồi Khánh mời bà cô bác là cùng xem những diễn biến tiếp theo luôn ạ. Chào anh ạ. Dạ. Dạ anh có thể giới thiệu anh tên gì, ở đâu và cơ duyên gì anh biết tới Khánh Nguyễn không ạ? Tôi Nguyễn Thanh Tốt ở Mỹ Yên, dạ. Bến Lức Long An. Dạ. Nay tôi bệnh nay cũng 1.5 năm rồi. Dạ. Lúc trước bị tai biến nhẹ đó. À anh cũng bị tai biến nhẹ hả? Bác sĩ chụp hình này kia nói là bị tắc nghẽn mạch máu vậy á. Dạ. Cắt mạch cái đầu hoài không hết. Dạ. Thấy bên YouTube Khánh Nguyễn lên YouTube hay quá, xuống nhờ Khánh Nguyễn giúp giùm. Dạ. Vậy là anh chỉ xem qua YouTube thôi à? Đúng rồi. Vậy xem nhiều không anh? Xem hết luôn á. Dạ. Xem hết mấy YouTube Khánh Nguyễn. Dạ. Dạ anh xem xong rồi anh mới đặt á hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy anh là bị bây giờ hiện giờ là anh bị như thế nào? Nhìn tê tay tê chân rồi nó cũng chóng mặt nhức đầu hoài, nó nóng hết. Dạ cũng chóng nào vẫn còn chóng mặt nhức đầu luôn. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ chỉ có tê thôi, có nhức không anh? Nó là tê không à? À. Nhiều khi cái giò đi mà không có mang dép bít ấy là đi nó vuột dép luôn á. À là vậy, như là không có cảm giác luôn. Đúng rồi. Dạ. Cái trường hợp này là hôm nay cũng có nhiều người bị giống như vậy. Mình là nằm lâu á, ngồi dậy đi bái làm như người xỉn rượu á. Dạ, cái chân nó kiểu nó yếu nó đi nó bại bại á phải không? Đúng rồi. Dạ. Rồi để có gì em rót rượu cho anh uống ha. Còn cái tay mà cầm điếu thuốc gớt hồi nào không hay. Dạ. Tay trái nè. Dạ. Vậy hôm nay anh uống thuốc tây thôi chứ đâu có điều trị bằng phương pháp nào khác hả? Không, uống thuốc tây với uống thuốc đông y. Thuốc đông y ha anh, thuốc đông y là thuốc gì anh cho em biết được không? Có chụp hình em bỏ theo. À, cho em xem qua cái. Dạ. Đây. À. Giờ cũng còn đang uống thuốc đó đó. Oh. Ferumax Extra. Có nhiều thuốc bổ máu mà. Dạ, để bổ máu gì đâu không à. Dạ. Thuốc bổ máu xiêm sắt. Này nó cũng mấy trăm ngàn hộp. Uống không hết. Dạ. Này bổ não nữa, thuốc này thuốc bổ không à? Dạ. Thuốc bổ này. Này thuốc bổ. Dạ. Có biết đâu à. Thì cái này không, dạ. Nếu anh uống thêm có điều kiện thì anh uống thêm cái này tốt thôi, cái này thuốc bổ. Dạ, vậy mình uống chung được phải không? Dạ được, đó thuốc bổ. Vậy như là bổ não với bổ xung sắc.
Dạ. Nhưng mà mình uống cái đó mình cách cái này khoảng 1 tiếng rưỡi nha anh. Đúng rồi. Dạ, mình cách 1 tiếng rưỡi. Anh là đâu có bị tim mạch, huyết áp gì đâu không, hả? Không. Giờ là em rót anh đúng liều luôn nha. Rồi. Sáng anh chưa ăn sáng hả? Chưa. Cái này tại vì uống trước ăn và sau ăn thì đều được hết. Rồi. Dạ. Giờ mỗi lần anh uống là bao nhiêu đây nha? Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh uống thấy thơm không? Dễ uống không? Dễ. Cái này tại vì cũng có những phụ nữ á, phụ nữ 87 tuổi cũng uống. Chưa, có uống có rượu được mà. Dạ. Uống rượu dữ lắm. Tài xế uống rượu nhiều là đúng rồi. Uống cái bệnh luôn. Dạ. Đó, giai đoạn trước đây, cách đây cũng năm mấy à, là nguyên cái đội tài xế, anh không biết anh có xem mấy video đó không? Không, không. Nguyên tài xế trên Sài Gòn á, đội tài xế luôn á. Là cái cô đó xuống đây là coi như là đặt về cho hình như là 10 mấy tài xế uống á. Là này mình uống sáng chiều à? Dạ, sáng, trưa, đi tối. Ngày uống 3 cử. Dạ, ngày uống 3 cử. Nếu mà ban ngày mình đang điều trị bệnh á, thì mình chịu khó mình uống đúng 3 cử luôn. Còn mà nếu mà mình đã khỏe khỏe rồi, mình giảm mà mình đi làm á, thì mình nếu ấy mình uống cử tối. Dạ. Dạ. Thì anh là nếu mà anh làm tài xế thì chắc ban ngày là chắc anh uống không được rồi. Dạ. Chịu khó về tối uống. Mong đi xuống đây lấy thuốc chịu uống hết. Uống về tối anh chịu khó, giống như là lúc nào mà rảnh á, anh chịu khó giống như mà mình bóp bóp mấy cái cho mấy cái mạch máu mình á. Dạ. Cho nó dạ như là nó dễ bị chèn, bị tắc á, là nó mới như tối ngủ tê này, hai bên đây nè, nó tê cứng nha. Dạ. Tê cũng như anh bị đau sau gáy cột sống cổ à. Đúng rồi. Dạ. Anh có chụp hình gì trên đó chưa? Có chụp hình mà nó nói bị tắc nghẽn mạch máu vậy á. À, vậy là bị chèn á. Ờ, chèn ép dây thần kinh, máu bơm không đều, bác sĩ nói mình nghe thôi, dạ, đâu biết rồi. Đâu. Tại vì anh hồi trước anh nói là có triệu chứng mà giống như là bị tai biến nhẹ, là dạng cũng đúng, một đúng dạng rồi. Nó bị tắc mạch máu á. Đúng rồi. Có người là bị có thể tái đi tái lại tới 3 lần luôn á. Đúng, nghe bác sĩ nói chàng vậy. Dạ. Thì hổm cũng có cái anh nó cũng xuống đây mà bị 3 lần luôn á. 3 lần lúc đầu nhẹ xong cái tại vì cái giống như cái cơ thể mình nó có cái triệu chứng đó rồi mà mình không có giống như là mình không có làm điều trị để cho nó thông á thì nó giống như nó lâu lâu cái nó tắt cái nó làm cho mình á. Yeah. Nếu mà nặng á thì có thể nó giật anh luôn á, nó giống như nó cho anh giống như nó vỡ ra luôn á. Yeah, đúng. Nên anh chịu khó anh uống, đặc biệt cái này là uống là ngừa cái vấn đề đó luôn, tại vì giúp cho mình lưu thông máu á, trong mặt như đầu lân hoài tối ngày nó thiếu không máu, hết thiếu máu não. Dạ. Bác sĩ nói y vậy. Anh về anh chịu khó anh uống ha, uống để đúng thông rồi. Máu là tại vì đứa một phần nữa anh nãy tay với chân anh bị tê á là do máu không có xuống được, giống như máu cũng xuống được, nếu mà không xuống là chết rồi, nhưng mà ý đúng là rồi. Xuống không có đều. Đúng rồi. Dạ, xuống không đều nên làm cho mình tê, giống như bây giờ em giống như cái người bình thường đi, người bình thường mà ngủ mà nằm nghiêng một bên kiểu mình bị ép cái tay á, mình nằm mà đè lên cái tay máu không luôn được á, làm cho mình tê á anh đó, đó người bình thường ta bị nằm tê nằm đêm mà lỡ mình đè ép thì ngủ quên nó tê cái ngắt. Dạ, luôn á là triệu chứng giống vậy á, là máu nó không xuống được, nó cà rỉ á. Anh uống cái này giúp, trong đây có dược liệu là làm cho mình bào mòn mấy cái cục máu đông đó luôn. Dạ. Rồi có những dược liệu lá thuốc nè sẽ giúp cho mình trị cái bệnh mà bên xương khớp mình bị thoái hóa phát vị địa điểm gây cục sống. Là này, viêm ra khớp. Là này mình uống hết là bỏ chứ đâu có chế rượu nữa. Dạ đúng rồi, mình uống một lần thôi nha. Tại vì một lần mình ngâm là hết nước cốt rồi, đâu còn nữa đâu. Anh ngâm cái này 1 tháng 30 ngày là anh uống được. À, nãy em nói là mỗi lần 15ml, uống trước ăn và sau ăn 30 phút nha. Rồi, bởi vì đâu biết nhờ Khánh Nguyễn ngâm trước nè. Cái này em ngâm cái hũ lớn. Dạ. Cái hũ nhỏ thường là em không có ngâm mà là em có bốc thuốc. Bốc thuốc 1/5 lít để mình về mình tự ngâm á. Còn hầu như là thấy trên YouTube mấy người mà tự bốc về ngâm uống nó không hết. Có người uống không hết. Chắc không biết sao em làm cũng gần như là hoàn chỉnh hết rồi. Chỉ còn có phần nghệ thôi, tại vì nghệ mình làm không sể á. Như mấy người Tây Ninh rồi xuống đó nó thay coi đó, nó về ngâm y vậy mà uống nó không hết. Vậy cũng có mấy bà con trước á, trước mà giống như em bốc thuốc về tự làm á, tự làm uống có người hết người không. Mà xong rồi cũng không có từ bỏ nha, cũng chịu khó lên trên đây nhờ em ngâm. Ngâm vậy mà không biết cái duyên số làm sao về rồi uống hết. Cũng cầu mong sao làm hết khả năng thôi chứ em cũng không, đâu có biết sao.
chứ cũng có nhiều bà con nói là chắc nó là Khánh lên đây nó ngâm nó bỏ cái gì vô tim, đâu có bỏ cái gì đâu. Thật, em nói thật sự em ngâm sao em làm y coi, vậy thôi. Coi trên YouTube thấy cái đường xe cũng lớn nè. Dạ. Thấy có xe du lịch vô quá trời đông. Lúc này em hẹn giải giải ra chứ hẹn không có hẹn một lần. Tại vì anh biết hẹn một lần á cái bà con tới đông quá, cái mình trò chuyện người này á cho không trò chuyện đúng người rồi. Kia cái nhiều bà con buồn giận nữa. Bộ ngày thường Khánh Nguyễn không rảnh à? Dạ cũng nếu mà ngày nào mà đặc biệt mà ai mà nặng á thì hẹn thì mà em mới sắp xếp. Còn mấy thì thường em đi làm hoặc là em chạy đi ngoài không à. Có rảnh buổi tối. Vậy chứ cũng có người mà đi lên Chợ Rẫy hoặc là lên trên bệnh viện nước ngoài trên Sài Gòn nè, điều trị bệnh khám bệnh xong á, ý là chụp hình rồi hết xong mà không có lấy thuốc, xong rồi đợi tối chạy xuống em. Thì đó coi mấy YouTube đó đó. Đi lên mấy bệnh viện mà trên tuyến trên Sài Gòn nè, bệnh viện lớn á, xét nghiệm máu rồi tùm lum hết á, xong rồi lấy kết quả rồi mà chiều về chạy ghé cho em lấy thuốc đi về. Tại vì nếu mà đúng mà bên xương khớp này á là ngay cả những bác sĩ trên cảnh luôn là họ khuyên mình là mình nên uống thuốc nam. Tại vì uống thuốc tây á, anh biết uống thuốc tây là chỉ có uống kháng viêm thôi, kháng viêm để giảm đau thôi à. Uống rồi nó hết liền không à? Dạ, nó giảm đau cho mình á, giảm đau cho mình để mình đi làm. Hồi nãy là con trai anh là cũng đi, cũng làm tài xế luôn. Nó tài xế. Dạ. Nếu mà nhỏ nhỏ cũng nên cho uống đi. Dạ, nó uống được luôn phải không? Dạ được, có tại vì hôm nay có em trai mà 19 tuổi á, 19 tuổi mà làm trên chợ đầu mối á, dạ. Chợ đầu mối Bình Điền trên đây nè. Kiểu mình khiêng á, khiêng bốc vác nặng á, còn đứng nhiều á, nói chung mình lao động mình đi tới đi lui đứng nhiều á là cũng ảnh hưởng tới cái hệ cột sống mình đó, thì mình nên uống. Thì có người mà cũng làm nhẹ luôn á nha, làm ở văn phòng á, dạ như ngồi nhiều á mà cũng bị luôn á. Mày uống tốt anh, có điều kiện thì nên uống. Này chóng mặt với nhức đầu, nhức đầu ít mà chóng mặt nó hơi nhiều hơn lần lần đó hoài. Anh, nếu bệnh đó anh chịu khó anh dạy như cũng ít đi, khi nào mà thấy ổn đi nha, để nó chón cái nó là giống như chón cái nó ngã ra cái nó vỡ mạch máu á. Không biết mà thấy khỏe mình mới đi tập thể dục, còn không khỏe là thôi. Dạ, hoặc lúc nào chón lại anh lo anh kiếm chỗ nào anh dịnh để anh ngồi xuống một chỗ. Chứ đừng có để cái tư thế mình đứng á, đứng cái anh giống như anh té xuống cái nó bị chấn động á, cái là nó vỡ cái là. Rồi anh có cái tiền sử mình nói hiện tới giờ luôn mà cũng còn chóng mặt, chón kiểu đó. Đúng luôn rồi. À. Một năm rưỡi rồi, lúc nó 18 tháng 4 tôi nhớ tới giờ mà bị tới giờ luôn á. Dạ. 18 tháng 4 năm 2022 á. Dạ anh tới cũng đang giờ. Anh cũng đang bị chèn máu ngay cột sống, nó không có lên não được á. Bác sĩ nói gì vậy? Nên chịu khó anh uống cái này là đúng luôn rồi đó. Tại vì anh biết sao phải uống cái rượu không? Uống cái rượu để cho cái mạch máu của mình giống như mình đang bị chèn á. Anh uống vô giống như cho nó nở ra thêm, đường máu mình nó đi cho dễ. Vậy qua hôm kia cũng lên bà vợ nói vậy, bà nói là đi xuống lấy rượu uống đi, hay xuống lấy rượu uống. Dạ. Thì anh nếu mà trong gia đình hay là người thân nào mà có bị bệnh mà nhức mỏi xương khớp, anh cứ mình không có cần mình giới thiệu là ấy đâu, mình chỉ cho lên xem cái YouTube của em á. Dạ như xem xong mình đủ tự tin á, đủ tự tin rồi mình mới xuống nó mới hay. Chứ mà nhiều người á, giống như nhiều người mình đòn tay nhau á, thì nhiều lúc cái người kia người ta không có trực tiếp á, và người ta nói giống như mình nói thối quá, thì anh cứ cho lên xem vậy. Đây bà già ở Vĩnh Long á nghe, người ta cũng đi, bà già bà hỏi, bà mới nói sao mày không ra Khánh Nguyễn mà mới lứt á. À vậy là cuối cùng là cũng có người chỉ à. Rồi có biết đâu rồi mới coi lên cái YouTube. Dạ. Coi lên là mẹ của anh luôn á hả? Đúng rồi. Là ở dưới Vĩnh Long. Ừ, bà nói người ta đi nhiều người hết lắm rồi. Dạ, thì bà con ở dưới Vĩnh Long rồi lên đây, nói chung miền Tây của mình lên đây gần hết rồi. À, cái bữa đó coi xong là nhắn tin Khánh Nguyễn liền luôn. À vậy là bác ở nhà là chỉ lên đây. Dạ. Về sát bên đây chứ đâu không biết. Đâu không biết đâu. Không biết một phần nữa, dạng như mình có duyên mình lên mình xem mình mới biết được. Đúng rồi. Dạ. Hôm nay anh uống, nãy em dặn quên dặn đó, anh uống cái này là khoảng 5-10 phút sau anh mới uống nước nha. À. Dạ.
Nói chung là nước gì cũng vậy, giống như mình uống cái này vô xong mình uống nước liền á, nó sẽ làm loãng cái rượu ra. Dạ. Rượu nó cần giống như làm cho mình uống vô để lưu thông hết trong người mình cho nóng lên á. Ủa anh nó tê lắm hả, thấy anh ấy quá vậy? Tê. Nó tê liên tục vậy đó hả? Nó tê tay chân khi nó cầm đứa thuốc mà rớt không hay mà. Dạ. Anh mà nếu mà nhanh nữa, không biết là trên khu vực mình có cái chỗ nào chạy điện không? Nếu mà anh mà nhanh nữa, anh vừa uống cái này anh vừa chạy điện. Chạy điện là sao? Giống như là thay vì châm cứu, hồi xưa mình nói châm cứu ấy á, bây giờ là có cái biện pháp giờ là chạy giống như là đi cái làm cái xung điện á, để cho cái ở ngoài á, tác động vô nữa để cho nhanh á. Không biết hình như là mốt trên đây, bên đây không biết có nào làm chưa nè. Hỏi em nói chừng nào làm em? 15, 10 hả? 15 chắc là 10. Nếu mà không ấy là tuần sau anh xuống đây nè, bên đây nè. Bên đây cũng có cái cô là cũng làm dạy như là làm mấy chục ngàn à. Mình vô là họ sẽ chạy điện hết cơ thể mình luôn á. Chứ hồi năm rồi đi châm cứu thì chắc là nguyên năm luôn. Không, anh châm cứu là nó không hết đâu. Châm cứu là chỉ làm cho giảm đau cái chỗ đó, giống như là cho lan cái chỗ mà nhức nó ra thôi. Đi ghét mấy người châm cứu là sợ luôn, là đi nó không hết thì sao đi hoài vậy. Không hết đâu, châm cứu còn kiếm anh Khánh mà. Thầy châm cứu cũng xuống đây rồi. Chắc anh chắc không xem đâu, cái đó không, lâu rồi, cái đó cũng 2 năm rồi. Thầy châm cứu ở quận 2 á. Tại vì ngay cả bản thân thầy luôn, thầy nói châm cứu chỉ giảm đau được 4-5 ngày à, xong rồi nó bị lại à. Xong anh cho em biết kết quả, để em biết, anh cứ tự tin anh uống đi, tại tùy theo cơ địa của mỗi người. Có người uống á, mới có hết chai này là giảm 30% tới 50% rồi. Tùy theo người, giống như cái cơ địa máu của mình hấp thu nhanh á. Còn mà có người lâu thì 10-20%, nhưng mà ít, làm gì làm phải có giảm. Cậu mong gì uống cho hết rồi. Thấy nó tê liên tục vậy luôn. Nó tê như nó hơi mỏi mỏi vậy á. Dạ. Tối ngủ rồi nó tê nhiều hay sao anh? Tối ngủ rồi nó hơi cứng cứng thôi. Nó cứng luôn á hả? Cứng bóp bóp thì hồi hết. Dạ đúng, nó cứng là nó không ấy được. Anh bóp đừng cho máu nó giống như nó cho nó chạy đó. Anh chịu khó anh bóp bóp đều như là đừng cho mấy. Nó hai tay chỉ tay phải là cầm đồ mới biết cảm giác thôi. Tay trái nè không biết cảm giác. Dạ. Rồi anh cũng bị nặng quá trời. Vậy là hôm nay em cũng đi châm cứu đi uống ba cái thuốc bổ đó. Châm cứu là ngưng rồi mà còn uống thuốc hay không? Dạ. Thuốc đó thuốc bổ. Người ta nói, người bán nó uống này nó hết lâu lâu dài mới hết. Cả tháng rồi. Rồi uống cái đó uống anh uống hoài. Mấy tháng luôn, uống hoài luôn á. Nếu mà anh có điều kiện là anh uống coi như là, tại vì cái cơ thể mình đang như vậy mình uống giống như uống khi nào mà cái người mình cảm thấy là nó bình phục hoàn toàn là mới được á. Uống nó lâu. Mà nó mắc quá chứ phải nó rẻ cũng đỡ. Cái đó thuốc bổ mà. Mua nó 2 loại, 3 loại rồi đó, 400-500 ngàn. Dạ. Cái đó họ bán theo dĩ mà, nguyên hộp là 3 dĩ hả? 3 dĩ, 2 dĩ à? Nó 3 dĩ, 1 dĩ 100 viên. Dạ. Đó là thuốc bổ tim, bổ não, rồi bổ sung sắc. uống trị hết, không hết thôi, bổ làm gì. Cái đó nó bổ cho anh, tại vì cái đâu có cái, bây giờ hiện giờ luôn đâu có biện pháp nào mà để điều trị mà anh bị tắc nghẽn mạch máu đâu. Giống như anh mà bị bên thoát vị đĩa đệm gây cột sống đi, là chỉ có phương pháp là mổ thôi. Mà mổ là vô, bây giờ vô bệnh viện là mổ là cũng 50-50. Giống như nó bị chèn ép cái mạch máu dây thần kinh mảnh chèn vô con cột sống nè, là mổ để dạng như là tách nó ra. Tối mà đi tập dục thì chừng nửa tiếng hồi cái làm biến, cái giò cắn làm cái nó tê đau đau á, là biến đi. Anh vận động nhẹ thôi. Chịu khó vận động bóp bóp tay chân rồi nha anh. Để em gửi cái hình qua Zalo cho anh, cái hình mà mấy cái nguyệt á. Đừng tối anh nằm hoặc là lúc mà rảnh rảnh á, anh nằm anh bóp mấy cái nguyệt đạo á. Cái nguyệt, cái tĩnh mạch của mình á, hệ tĩnh mạch trên cái giống như cái hệ mạch máu mình á. Tối thì tập dục chỉ mang dài vậy mới đi được nè. Dạ. Mang dép không có gót đi vuột. Dạ. Để em gửi qua Zalo anh cho anh bóp mấy cái nguyệt đó nha. Giống như mấy cái mạch máu, mấy cái chỗ nguyệt á, anh bấm đừng cho nó, mình bấm mình vuốt vuốt vậy nè, đừng cho máu đẩy máu đi cho nó dễ. Giờ trước mắt thì em gửi cái hình nó trước cho anh đi. Chứ để cho anh xem mình biết mình làm theo. Dạ, để lúc nào mà em quay thực tế em chỉ mấy cái nguyệt đạo để mình bấm.
Còn bây giờ em gửi cái hình dễ lắm. Cái hình là trên đó em có đánh dấu mấy cái giống như mấy cái điểm nguyệt hết rồi. Anh nhìn vô cái hình là anh có thể anh biết mấy cái nguyệt nào mà để mình bấm mình đẩy đẩy nó đi vậy đó. Vậy bây giờ anh chạy xe lâu lắm mới tê hay sao? Chạy xe nãy hả? Dạ. Không á. Còn tê tay tê chân gì không? Cũng như là nó hơi hoài viêm à. viêm vậy đó hả? Chạy được, nó có hơi vậy. Dạ. Tại vì đợt mà mẹ em bị là cũng đi bán rau mà cái tay dạng như cũng nhức với tê đó. Tê mà không cảm giác luôn, cầm tay lái mà không cảm giác tê quá là phải đậu lại. Chứ mà anh hết cảm giác là nó không có kiểm soát được. Nó bị tay trái rồi còn tay phải bình thường rồi. Dạ. Đó, cái anh dán cử động bên kia nha, để nó giống như nó bị một bên á. Giống như là nó mất cảm giác một bên, là có triệu chứng là nó liệt ấy, liệt nửa người á. À, không biết em thấy gì đâu mà nhiều trường hợp vậy mà bị đó mà bị tới 3 lần luôn, có người bị. Hôm nay em thấy là cao nhất là đang bị 3 lần á. Nó mà hết trong mặt nhức đầu là tới phẻ. Dạ. Này anh phải uống, có như anh cứ uống từ. Ừ. Cái này nếu mà anh uống thay vì nãy em nói anh uống điều trị mà 3 lần trên ngày á, mà anh giảm rồi thì anh giờ giống như người anh thấy nó bớt, anh giảm xuống 2 lần. Dạ. Xong từ từ anh uống 1 lần thôi. Dạ như là không phải gì, uống từ từ để dành, đừng cho uống mình cho nó lâu. Dạ. Chứ mà anh uống đúng liều lượng mà 3 lần trên ngày á, thì cái hũ này uống chắc trong vòng 2 tháng à. Cái hũ này nó bao nhiêu lít? Dạ 9 lít á. Nhưng mà 9 lít anh rút lại còn 4 lít à, 4 lít mấy à. Tại vì nó rút vô mấy cái dược liệu mình á. Anh mà đàn càng để lâu uống nó càng chất lượng. Tại dạng như là nó ra hết cái chất thuốc á. Ừ. Nhưng mà tối đa là anh để 4 tháng anh chắc ra nha. Cũng điện trị nhiều quá, để lâu quá thì giống như lúc đó mấy cái dược liệu thuốc mình bảo hòa rồi, đâu còn ra nữa. Mình uống lâu quá là mình chắc là lấy nước ra thôi. Dạ đúng rồi, lấy nước ra đừng mình bảo quản cho nó dễ. Giống như mình chắc ra cái chai, mấy cái chai sành, chai thủy tinh nhỏ nhỏ á, mình đẩy chặt lại. Dạ anh để đó mấy năm cũng được. Chứ mà mình để nguyên cái hũ bự như nè, giống như lúc đó bảo hòa rồi có thể là mấy cái dược liệu nó hút ngược trở lại á. Thì nó mất thì nó không mất, nhưng mà giống như lúc đó nó ngậm vậy thôi à. 4 tháng là anh chắc ra được rồi. Ừ. Còn 1 tháng là anh uống nha. Tại vì mình đang trị bệnh là 1 tháng là uống được rồi. Nhưng mà chắc chắn là 1 tháng thì uống cái hũ này nó không giống như chai này đâu. Yeah. Tại chai này thì em ngâm nó lâu hơn. Tại vì mình để lâu hơn để cho những bà con mà lên đây cấp bách á, em chia uống liền á. Ừ. Nên nhiều người nói không phải đâu, lên trên Khánh nó có mấy cái chai nước cốt. Không phải. Cũng bà con góp tiền vô á. Giống như là anh hoặc là những người đi trước vậy nè, đi lên thay vì em nói cái chai này em bán nhưng mà không có bán. Vậy người nào góp vô được bao nhiêu góp. Ừ. Giống như bữa nay có cái chị Lan Nguyễn ở bên Mỹ á, cũng thấy tụi em làm này nè, giờ chị cũng gửi tiền vô giống như góp vô để em ngâm những cái hũ thuốc mà ra đừng rót ra chai này nè. Ừ. Chị Lan Nguyễn ở bên Mỹ cũng mới liên hệ luôn. Ông cũng nhờ bà con tạo điều kiện cũng mừng cũng đỡ. Rồi anh muốn về lúc nào anh về nha, có cần trao đổi gì thì anh có thắc mắc gì á anh có hỏi. Có nhiều đó anh nói hết. Đi anh xem rồi chắc biết hết rồi. Biết hết rồi. Nói hết nhiều đó thôi. Dạ, cái đồ anh chắc về chắc uống đầy ly này, tối đa đầy ly này được rồi. Được. Dạ. Lúc mà chưa bệnh nhậu dữ lắm. Trời. Chai này đâu có nhậm gì. Nhưng mà ở này uống cũng được, không có được nhiều nha anh. Ừ. Tối đa một ly này thôi nha. Tại vì trong đây có cái chất mà nó dễ cho mình bị giật á. Dạ. Dạ, tại vì mình mà uống giống như cái liều lượng bao nhiêu đó để thông cho mình. Mà mình uống nhiều vô nó tác động giống như dư rồi nó sẽ làm cho mình bị nóng giật á. Không có kiên cử gì hết nha anh. Cứ ăn uống bình thường. Rượu bia có kiên cử không? Dạ, rượu bia thì anh phải kiên. Nhớ uống vô nó lõn. Chứ đừng có uống xỉn này xong uống này vô nữa, lúc đó nó dập mất công nguy hiểm. Cầu mong gì uống cho hết đi làm. Dạ. Một năm mấy nay nằm nhà không có làm gì á. Trời ơi, nằm nhà cả năm mấy cũng khó chịu dữ. Đúng rồi.
Vậy mà hôm nay anh không lo đi, mà đâu biết đâu điều trị có, chắc có biết đâu điều trị. Đi thuốc tây với đông y không? Nhiều đó đi hoài. Mà sao bên cái đó điều trị không được ta? Thuốc nó đưa uống nó nói là nó nói nó hỗ trợ không, chứ nó không nói là uống dứt điểm. Dạ. Ác thiệt chứ. Nói là này gì anh uống nó hỗ trợ thôi. Dạ. Hỗ trợ là mình biết nó giảm thôi chứ nó đâu hết được. Hỗ trợ là dạng như là để uống giống như bình bình cho mình, hoặc là nó giảm được chút xíu thôi, thuốc bổ mà. Uống nước đi anh, uống nước thì vậy. Về chưa khó uống, chưa uống cử nữa. Xong rồi tối trước khi đi ngủ uống cử. Anh uống cử tối á. Xem mà sáng mai anh ngủ dậy á, coi cái cơ thể anh có nó có nhẹ hơn không. Tại vì người mà hợp á, anh uống vô sáng cái người anh nó nhẹ hơn là biết liền à. Tại vì máu nó lưu thông nó đều quá, làm cho cơ thể mình dạng như nó thấy nhẹ nhàng, nó thoải mái. Vì uống có gì báo cho Khánh Nguyễn. Dạ, có gì nhắn tin. Rồi. Điện thoại em không được là nhắn tin chứ. Chứ nhiều lúc em quay đi em đi á, không có nghe được. Thế hôm nay nhiều bà con giận luôn. Điện thoại có mấy chục cuộc luôn mà đều không được. Thì lúc em đang quay hoặc là đang chạy đi chương trình đó. Đâu có nghe máy được đâu. Mà đặc biệt nhắn tin cái để mới biết. Chứ nhiều người điện giờ nhiều người điện phá là tùm lum nữa. Nên là nhắn tin cái là em trả lời à. Với thuốc này mua cho nó trên mạng cũng ớn lắm mà. Vì nó lấy cái danh này nó dán vô. Dạ thì thuốc nó ngâm thuốc gì được không à. Dạ thì hôm nay bởi vì em mới nói đó, nhiều người họ mạo danh em á. Vì họ in mấy cái tờ giấy này ra. Đúng xong rồi. Họ dán lên, họ bán, họ giấy gửi. Giấy in ra chứ có gì đâu. Dạ. Thì có trường hợp là lên trên em rồi. Giống như lên trên em giống như anh vậy nè. Anh trò chuyện em hướng dẫn chi tiết vậy đó. Giờ em hướng dẫn cái cách làm nói chuyện rồi đó. Thì xong rồi mình về mình cũng nói ào ra vậy. Vậy cái hũ này nè, thay vì hũ này đang 9 lít, cái đổ vô thêm 15-20 lít. Đổ thêm vô á, xong rồi chiếc ra bán. Đó là có rồi á, chứ em đâu ấy. Thì bởi vậy bây giờ em nói có gì trực tiếp lên trên đây gặp trực tiếp luôn. Chứ gửi đi một phần nữa gửi đi, nếu mà giống như em với Phong á, là hai người cũng vậy, như cũng trên mạng xã hội có chút xíu á, vậy người ta ganh ghét á. Thì anh nghĩ có người lúc mà vận chuyển người ta bỏ cái gì vô chứ. Cái đó còn chết nữa. Uống không hết mà thêm tới, bệnh là thua luôn. Dạ, là tới đó là vừa ảnh hưởng tới người bệnh mà vừa ảnh hưởng tới em nữa. Họ bỏ cái gì vô cái nữa là lúc đó cho xong luôn. Nên bây giờ mình cảnh giác này. Cái đó là cũng những người lớn tuổi lúc trước là đa nghi á, xong rồi em mới nghĩ tới, chứ em cũng đâu có nghĩ tới mà ai mà bỏ gì vô. Thôi Khánh Nguyễn cứ làm đi về. Anh đi về. Anh chở được không? Được. Có cần vàng không? Thôi khổ đi. Anh kẹp á, để trước được trước mà. Kẹp lại hả? Ừ. Dạ. Anh lấy chai nước theo uống đi, không từ từ uống hết cũng được mà, anh cầm chai nước theo. Để cho cái baga của anh nó hơi nhỏ, để không biết nó nghiền không á. Để chắc được mà. Anh có cần vàng đằng sau thì em vàng là vàng chặt đằng sau luôn. Lấy bằng keo dán chặt cái đằng sau á. Có bằng keo dán cũng được. Em dán chặt cho anh đi để đi anh cái chân tê tê nữa, kẹp kẹp mới rớt ngã cái nó hoang mạng luôn á. Nhiều công chức xuống hết luôn. Dạ. Ê, băng keo cái hõm rồi em. Băng keo á anh dán cho anh thì cái chân của anh. À. Có cái cắt dạ. Dao cắt của anh hỏm á. Nè hả? Để đứng vậy hả? Dạ để đứng, em để đứng em dán cứng ngắc à, không sao đâu. Chịu khó vì là anh phải lấy dao cắt cho anh. Rồi anh có sợ băng keo dính xe không? Không, trời ơi, xe cũ rồi trời. Ai biết sợ anh, để em lấy cái mít để chút xíu cái sợ quên à. Quên, không giống như chú ở An Giang vậy anh. Chạy ra ngoài lấy. Dán này cứ ngắt hả? Thì mấy người đi xa lên thì thấy cũng có xuống đây thấy người khách bầu về nè. Dạ.
Có dì Út. Dì Út hôm nay là chính hũ, mới đặt 3 hũ nữa, bữa nay xuống lấy 3 hũ nữa nè. Anh có xem cái video của dì Út không? Không. Dì Út ở Bến Tre á? Không, xem mấy người vùng ngoài không? Vùng ngoài không ạ? À? Đi nước ngoài không ạ? À? Dán chặt lắm, từ từ đi. Này mà nó gớt cái này là không luôn. Xe ảnh cái trống nó đứng hơn chút xíu, đây đâu có gì đâu. Trống dài quá. Nó hơi đứng. Được, không sao, tại vì đâu, dán này chắc lắm mày. Không sao, không sao, khỏi cần vòng, cái này tay đó, thấy không, anh ấy chạy tưng tưng đó. Chuyên chuyên nghiệp vậy. Dán cái đường này cho nó dính nữa, lại không có buông. Rồi đó anh. Cứng thử. Đó, cứng thử ra, em dán được. Cho mấy cái mối bằng keo này nó không bị bùng rồi. Giờ chịu khó gỡ bằng keo ra. Anh ấy, anh lấy dầu hôi á. Nếu mà sợ dính vô sơn á, dính vô xe. Lấy dầu hôi anh ấy ra là ra. Rồi, không có lật nổi đâu. Rồi, cảm ơn Nguyễn. Dạ, dạ, anh về dán chịu khó uống thì cho hết bệnh nha. Dạ. Yeah. Về bệnh đau cũng khổ. Đó. Rồi. Rồi, lên đường. Dạ, dạ, rồi em chào anh nha. Rồi chào bà cô bác luôn. Rồi Khánh một lần nữa thì Khánh có biết nói gì hơn là cũng kính chúc toàn thể khán giả của Mạnh Thường Quân luôn mạnh khỏe bình an luôn. Mong sao bà cô bác là thương Khánh, thương gia đình, lúc nào cũng xem ủng hộ đồng hành cùng Khánh Nguyễn với Phong Nguyễn luôn. Rồi bye bye. Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận của chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp.